Xin chào toàn thể anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay mình sẽ cầm áp võ đang của mình đi tống kim ở server mới. Thì hôm nay ngày 14 tháng 7 thì là bên ZX1EFANG họ đã fix lại môn phái đường môn bẫy và fix lại cái tỷ lệ tống kim. Thì tống kim thì anh em giết con đại kim soái thì anh em sẽ rớt khoảng tầm 2 viên nhà phương hồn thạch. Còn anh em kết thúc được con nguyên soái cuối cùng thì anh em sẽ được khoảng tầm 20 đến 25 viên. Thì hiện tại server mới thì nó đã ít cái tỷ lệ người lên 80 đi tống kim, nên là cái việc để kiếm được cái nhà phương hồn thạch thì nó sẽ dễ hơn so với server cũ. Server cũ hiện tại bây giờ là rất nhiều bang hội đi, thì là cái tỷ lệ mà có thể là kít được cái nhà phương hồn thạch thì rất là khó, không như server mới được. Hiện tại server công thành chiến như thế này, server mới công thành chiến như thế này hình như là chắc phải có hơn 100 người lên 80 rồi, nhưng mà đa phần là người ta chưa có skill nên người ta không đi. Và đặc biệt hơn nữa là cái người ta cũng đi cày cấp và đi luyện skill nữa, nên là cái tỷ lệ đi tống kim thì nó sẽ dễ ít hơn so với cái thực lực của server mới. Wow, ông cửa môn kiểu mô đam mô đại như sái anh chết quá anh em. Sao ông nào giết được con đại như soái vô hình độc giết được cái kích con đại như soái này, thì anh em nào mà đam kết thúc được con đam cuối thì anh em sẽ nhận được thôi. Còn bình thường thì nó không phải tính cái tỷ lệ mà mình đam nhiều hay là đam ít, cứ ông nào mà kết thúc được là sẽ nhận được, hiện lên là sẽ nhận được cái vật phẩm của con nguyên soái nó rớt ra. Thì áp võ đang này của mình thì mới luyện được có tầm 12 skill, nên là cái tỷ lệ đam thì nó sẽ yếu hơn so với mức khi anh em max skill. Thì đa phần là những server mới công thần chiến như này thì tỷ lệ người max skill rất là nhiều. Đây mình chủ yếu là mình luyện để mình ép cấp ấy, nên là cũng... Ôi, Ngami chụp thì ghê rồi anh em. Đi theo Ngami phong xương thì... đùa tận thấy luôn anh em. Kết hợp thêm mình đánh choáng rồi, mình kiểu cái bản là mình chưa max skill nên là cái tỷ lệ choáng của mình nó ít hơn. Chạy đâu cho hết lắng Đấy anh em thấy không, đuổi rất là kinh. Đây là đại kim đại tướng anh em ạ, đánh ở kim đại tướng này thì nó sẽ rớt ở tầm 2 viên nhà phương hồn thạch. Còn kết thúc con nguyên soái đây thì anh em sẽ được khoảng tầm 20 đến 25 viên. Mình tanh luôn anh em. Wow, chết dở. Không tanh được. Tìm đâu hết rồi. Tìm đâu hết rồi, tôi tanh cơ cho nào, lên nào. Chạy đâu được. Đấy anh em thấy không, khi nhẫn lội công kít mạng rất là tốt. Thả phát là chết, khoảng tầm thả hai cái là thôi, một ông dãy ruộng chết luôn. Thì tống kim ở server mới hiện tại thì nó đang diễn ra rất là hay. Thì đây là tỷ lệ người lên 80 rất là nhiều rồi, nên là đang rất là hấp dẫn anh em. Thì tuy nó không bằng cái server cũ được, server cũ thì nó ra lâu rồi, nên là tỷ lệ người ra 80 hoặc 90 thì rất là nhiều, hầu như là toàn server. Còn server mới như này thì rất là ít. Bên đây lắm LBC quá mà không có ai farm. Bên tống chưa lên, mình sẽ lướt vào đây. Anh em thấy không, đường môn bẫy này.
Đặt, bây giờ là nó dính rất là kinh anh em ạ, nó dính hiệu ứng nó không chạy được luôn. Anh em thấy không? Đấy, nó giật giật đấy. Úi giời, nó giật giật đấy. Ông nào mà dính bẫy vào là khỏi chạy luôn. Băng giật rất là ghê. Và tôi sẽ tanh cơ. Tanh cơ cho bên đây xem nào. Mình chỉ sợ đồ môn thôi anh em. Đồ môn đánh nó xoáy kinh cách. Wow, đồng thế nhỉ. Đồng quá nhỉ. Đồng vui quá. Nhắc lại đây là tống kim ở server mới Công Thành Chiến anh em nhé, chứ không phải là server cũ. Server cũ thì tỷ lệ rất là đông. Đây là server mới Công Thành Chiến thôi. Đây là cái tỷ lệ người ta lên 80 cũng chưa được đông cho lắm. Định làm gì, định làm gì, định hấp riêng tôi à? Hấp riêng tôi, hấp riêng tôi, hấp riêng tôi à? Ai cho hấp riêng, ai cho hấp riêng, ai cho hấp riêng? Đó, chim lang. Nam đi đâu rồi? Ôi giời ơi, khổ thân ông đường môn, không chịu nổi một hit của khi nhẫn nội công. Đường môn máu giấy mà anh em. Đường môn với cả Conan Down thì nó máu giấy. Võ đang thì máu giấy nhưng mà được cá là nó nội lực nó thâm hậu. Nên là nó không thể sốc được, chết nhanh được. Không biết bên nào sẽ win đây. Một lại thứ 9. Mình chưa mắc kill nên là khó kết mạng được mạng lắm anh em ạ. Đa phần là toàn ông mấy ông thi nhẫn thôi. Thi nhẫn và Nga Mi Phong Xương thì sẽ kết ngon hơn. Anh em thấy thiếu lâm đao chém cũng kinh phết anh em ạ. Thiếu lâm đao chém thì băng sát hiệu ứng ghê quá trời luôn. Okay. Mấy ông đã chưa gì đã chết. Chết hết rồi. Đâu mà đánh. Đi tống kim ở server mới này là nó cũng là hình thức liên kết rất là nhanh anh em ạ. Nếu mà một trận thì anh em đi khoảng tầm được 3-4 triệu XP thì anh em cũng sẽ được khoảng tầm 3-4%. Thì lên rất là nhanh ở cấp độ 88 như thế này. Ở đây mình cấp 88 như này. Nhà mình đi một trận tống kim mình sẽ được khoảng tầm 2 triệu XP thì tương đương là sẽ được 2%. Ít quá, mỗi mình. Ui ôi, đông như này trời. Anh em thấy không? Đấy, 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 đường môn bẫy này. Đấy, đường môn bẫy cứ giật 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 tại chưa anh em thấy không? Ông quỷ khắc thần sầu mới đặt bẫy này. Đấy, giờ anh em thấy không? Nó dính hiệu ứng là choáng luôn. Vừa choáng vừa giật. Mà gặp phải đường môn bẫy này mà gặp phải ông thiếu lâm thì thôi. Tập xác định là tự chết anh em nhé. Ông đường môn bẫy mà gặp phải thiếu lâm tôi rồi. Tự chết luôn, khỏi phải bàn. Rồi sẽ bảo vệ nguyên soái. Thì bên nào bên tống hoặc bên kim thì cứ bảo vệ con nguyên soái thì sẽ là win. Mà cả hai đều chết thì nó sẽ tính theo bằng cái điểm mà anh em BK hay là đi farm là BC. Trâu quá, thiếu lâm trâu quá anh em ạ. Thiếu lâm bản này thiếu lâm mới fix xong. Thiếu lâm đao cảm giác chém trâu vãi. Dùng từ vãi này anh em biết rồi đấy. Châu, châu của châu vãi. Ui giời ơi. Chui vào đúng cái đường bẫy anh em.
chết rồi, bảo vệ kim ngư soái em ơi. Bảo vệ ngư soái nào, đâu hết rồi nhỉ? Anh em đâu hết rồi để cho người ta tấn công như này, vỡ mồm rồi. Bảo vệ kim ngư soái cho Vin chứ. Ui dồi ôi, nhiếp hồn, ui dồi ôi, nhiếp hồn kinh quá anh em ơi. May mà mình nội lực thâm hậu nên là không giết được mình. Máy mà mình nội lực thâm hậu luôn. Trâu thế sao? Giết được 7 mạng rồi, mình mới giết được có 7 mạng thôi anh em. Tanker mấy ông thi nhẫn luôn. Ngại gì vết bẩn đâu. Ngại gì vết bẩn đâu, ngại gì vết bẩn đâu. Chỉ sợ Colon Down nó chém ấy là mình sốc đam ngay. Là mình không bơm máu được. Cái này mà thiên địa của mình max skill không biết thế nào anh em. Thả có vẻ sướng vô đối luôn rồi. Ui giời ông. Ông đường môn thì tội vãi anh em ạ. Ui đấy anh em thấy không. Con lôn đao chém choáng rất là kinh. Như kiểu là võ đang kiếm thế thôi. Võ đang kiếm mà nó chọc thì anh em khỏi bơm máu. Vừa choáng vừa băng. Rất là khó chịu. Võ đang kiếm cũng như của kiểu Conan Down thôi anh em. Nó chém choáng vừa băng nên là mình không thể bơm máu được ấy. Đâu hết rồi nhỉ. Được được mỏng thế này. Giết ông Conan Down chứ. Ông địa sát ở trước. Ui độc nó rút anh em ơi. Độc nó rút tôi kìa. Cãi thật. Mấy ông bây giờ ông thiên nhẫn là ông thả tôi như này trời. Chạy đến đây rồi mới có vẫn còn thả mình kìa. Đây là trận chiến tống kim vào lúc 21 giờ ngày 14 tháng 7 tại game ZX1 Elfan Mobile. Và server này là server mới cùng thành chiến anh em nhé. Và đang diễn ra rất là căng thẳng giữa bên hai bên tống và kim. Thì là bên tống đang bị mất là LVC nguyên soái rồi. Còn là bên kim thì đang vẫn giữ được LVC. Liệu rằng là bên kim có giữ được là LVC kim nguyên soái tới phút cuối không? Nếu mà bên kim giữ được là sẽ win trong trận này. Còn nếu mà để lại mất, để mà mất kim nguyên soái thì sẽ phải tính theo bằng tỷ lệ đam của toàn AK của hai bên. Chạy đâu được, khổ chứ. Bơm máu làm gì cho tốn máu ra. Như thế này tôi tắt máu luôn cho nó lành. Bây giờ anh em ơi, mới được có 7 mạng thôi. Rồi đây, mình mới được quá 12 kill. Còn đánh cả tôi, đứng lại đánh tôi chứ. Kinh thật. Thấy team tôi đông như này, ông còn đứng lại ông bèm tôi vài phát. Ông nghĩ gì. Vâng, còn 3 phút nữa là hết trận tống kim. Thì là bên kim mình vẫn đang giữ được cái LBC kim nguyên soái. Và đang dẫn đầu cái bảng điểm. Liệu rằng bên kim có giành chiến thắng không? Rồi mình sẽ tanker cho team. Lên nào anh em. Tấn công nào. Cho biết sức mạnh lợi hại của bên kim nào. Vâng, ông Conan Down ông chém rất là xa anh em ơi. Vâng, chém cảm giác mình không thể bơm được máu anh em ạ. Vừa choáng vừa băng. Rất là khó chịu. Lại còn cả thêm ông thiếu lâm đao nữa. Dính băng rất là kinh. Ôi giờ lại còn thêm ba vũ nữa thì thôi là toang rồi anh em. Không thể sống được. Vâng, ông Duy Minh này ông ấy đang tìm cách để giết được là VC kim ngư soái nhưng mà khó khăn lắm. Vào làm sao được với lực lượng hùng hậu của bên kim như thế này.
tỷ lệ rất là khó khăn cho bên Tống. Và mình ngồi đây là mình cai ép mạng thôi anh em. Kiểu đi solo mình chưa mắc kill này, đi solo rất là khó anh em ạ. Đấy cai ép thì như là mình cũng giết được hai mạng rồi. Vừa 7 lên 9 rồi. Và được một cai điểm tích lũy rồi anh em ơi. À, nếu mà bên nào win thì anh em sẽ được tầm 1200 điểm và 3 điểm danh vọng. Khó lắm, bên Tống khó khăn lắm để có thể là vào được danh trại của bên Kim được. Rất là khó. Rồi ông mấy ông Thiên Nhẫn này thì mình sẽ tanker luôn cho team đánh. Chứ mấy ông Đường Môn mà vào là chết rồi. Ông nào giết được 77 mạng đây. Vừa nhìn thấy xong. Ghê vãi. Và ông thiếu lâm đao mới bị tanker. Nhưng mà đã bị chết. Rồi còn mấy phút cuối chúng ta dồn lên nào anh em. Win rồi anh em ơi. Đấy bên Kim win. Và mình đã được 2k2 điểm XP. 2k2 điểm thì mình như là mình chỉ được hơn triệu XP thôi. Trận này hơi cùi so với mình. Được 1,5 triệu anh em ạ. Thì chắc là chỉ được 1% thôi. Đấy từ 57 lên 58 được có 1,4 triệu XP. Đây mình vừa giết được con đại kim soái thì mình đã được hai viên nhà vương hồn thạch đây. Thì tích ở tầm 1k mới được đủ cái nhà vương kiếm để lập bang hội được. Bây giờ là chủ yếu là cày cấp nên là cấp 100 thôi anh em. Ok, mình xin phép là dừng video ở đây. Cảm ơn anh em đã xem video này của mình. Anh em nào yêu quý mình cho mình xin nút like video. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp mình nhá. Hẹn anh em ở video tiếp theo nhá.